Xin chào tất cả các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con trường mầm non Amon Kindercare. Hôm nay cô mang đến cho chúng mình một thí nghiệm rất là hay. Trước khi vào thí nghiệm, cô mời các bạn cùng quan sát lên đây nhé. Như các con đang nhìn thấy, đây là quá trình hoa nở từ nụ đấy. Đây là một quá trình rất khó có thể quan sát được trong tự nhiên. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình làm một thí nghiệm để có thể quan sát được rõ hơn quá trình bông hoa nở nhé. Để làm được thí nghiệm này, cô cần có đĩa sâu đựng nước, giấy trắng, bút chì, nắp chai dạng hình tròn, kéo, bút màu. Bước thứ nhất, các con hãy đặt nắp chai lên tờ giấy trắng, sau đó dùng bút chì vành tròn để tạo thành nhụy hoa. Tiếp theo, các con có thể thỏa sức sáng tạo với những cánh hoa rất là nhiều hình dạng, ví dụ như hình tròn, dạng dài hoặc nhọn. Bước 2, cô chọn màu mà cô thích, cô tô cho bông hoa của mình. Các con đang nhìn thấy cô dùng bút màu gì để tô cho nhụy hoa nhỉ? À, đúng rồi, đấy là màu vàng đấy. Các con nhớ khi tô màu, chúng mình tô thật nhẹ nhàng, không để màu lên ra ngoài nhé. Nếu như các con chưa sử dụng kéo thành thạo thì hãy nhờ ông bà, bố mẹ hoặc anh chị lớn hơn để giúp đỡ mình nhé. Khi cắt các cánh hoa, chúng mình chú ý cắt rời các cánh hoa ra, không để chúng dính vào nhau. Khi thả vào nước, những cánh hoa sẽ nở ra trông đẹp hơn đấy. Cô sẽ dùng ngón trỏ và ngón cái lần lượt gấp những cánh hoa úp vào bên trong nhụy. Chúng mình chú ý khi úp những cánh hoa phải theo thứ tự cánh nọ chồng lên cánh kia nhé. Xong rồi, bây giờ hãy cùng thả những bông hoa vào trong đĩa nào. Nở ra như vậy không? Đó là vì khi thả những bông hoa vào trong nước, nước từ từ ngấm vào những bông hoa, làm cho những cánh hoa mềm ra và đã làm cho bông hoa nở ra như vậy đấy. Ở nhà, các bạn hãy thử thực hiện thí nghiệm xem những bông hoa có nở giống của cô không nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các bạn.